chào cô chú anh chị cùng các bạn. Hôm nay Tem trải nghiệm cuộc sống của bọn mình đi trải nghiệm ở thác Nậm Cậy, xã Bản Liền. Lào Cai các bạn ạ. Thì nước miền cũng Lào Cai. Các bạn thấy không? Đi từ đường ô tô đi vào đi bộ không đi được xe. Vào đến đây khoảng gần 2 cây số. Không cảnh ở đây là tự nhiên hoàn toàn, không có màu xanh của người. Đây là cây suối tự nhiên hoàn toàn. Trong đây suối rất đẹp, thác rất đẹp. Tí nữa đội mình sẽ ăn uống tại đây. Đây là tên một mình rất đông, cả trẻ em. Lâm tâm như này thì thích nè. Đây. Em cảm nhận nào, cái khác này đẹp không em? Em không biết gì đâu. Đây các bạn. Một lát nữa đây mình sẽ tổ chức ăn uống tại đây và có cả ca hát nữa các bạn. Từ đường ngoài đi bộ vào đây khoảng 1.5 cây, khoảng nửa tiếng đi bộ. Có thường đi vào đây, ở đây thường bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai các bạn nhé.